Chào mừng các em đến kênh Hà Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy xin dẫn các em công nghệ 7, sự kết nối chi thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng của Hà Liêm có hay quảng cáo, kênh xem hết quảng cáo giúp Hà Liêm đã hay có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ ôn tập chương 1 trang 27 nhé. Giờ chương 1 mình sẽ ôn lại về giới thiệu trồng trọt, vai trò triển vọng phương thức trồng trọt và ngành nghề trong trồng trọt. Quy trình trồng trọt gồm có làm đất trồng trọt, gieo trồng, chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh hại và thu hoạch sản phẩm trồng trọt. Về nhân giống vô tính cây trồng thì mình hãy có phương pháp dâm cành, ghép cành và chiết cành. Đâu này. Giờ tiếp theo mình trả lời các câu hỏi nhé. Câu hỏi số 1. Trình bày vai trò và triển vọng của trồng trọt, kể tên một số nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam. Như vậy câu số 1 này các em trả lời như sau. Trước hết mình sẽ nói về vai trò trồng trọt. Thì vai trò của trồng trọt sẽ là cung cấp lương thực thực phẩm cho chúng ta. Đúng không? Ví dụ như lương thực như là gạo, chúng ta hàng ngày chính là lương thực. Còn những cái đồ ăn còn lại thì gọi là thực phẩm. Tiếp theo là thức ăn chăn nuôi. Ví dụ như là chăn nuôi heo này, đúng không? Thì phải có thức ăn. Thì phải trồng trọt thì mới có thức ăn cho chăn nuôi. Và cuối cùng là cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp như là công nghiệp chế biến trà, cà phê này kia. Thì phải có trồng trọt thì mới có nguyên liệu cho công nghiệp trà cà phê, đúng không? Tiếp theo mình sẽ nói về triển vọng của trồng trọt. Phát triển các vùng chuyên canh tập trung cho các loại cây ăn trái chủ, cây trồng chủ lực như là lúa, cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả, cây rau hoa, phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước và cho xuất khẩu. Tiếp theo là áp dụng công nghệ trồng trọt tiên tiến như là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp an toàn, giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Tiếp theo là người nông dân Việt Nam sáng tạo, ham học hỏi, sẽ chủ động cập nhật kiến thức, công nghệ mới trong trồng trọt để đóng góp nâng cao vị thế của sản xuất nông nghiệp Việt Nam. Thì mình thấy là ngày nay thì mình thấy là nhà nông của Việt Nam cũng đã áp dụng nhiều công nghệ cao trong trồng trọt. Thì mình ngày thấy là ngày nay trồng trọt thì phải hơn lúc trước. Mình thấy là lúc trước người nông dân muốn trồng lúa thì phải kéo sử dụng trâu kéo cày, muốn thu hoạch thì phải cắt lúa rất là mất thời gian. Sau này nhờ áp dụng máy móc, muốn cày ruộng thì đã có máy cày, muốn thu hoạch lúa đã có máy gặt đập liên hợp, rất là dễ gì, đúng không? Giờ các em ghi phần này xong mình sẽ tiếp phần một số nhóm cây phổ biến ở Việt Nam nha. Giờ tiếp theo một số nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam như là các cây lương thực như cây lúa, cây ngô, cây sắn. Cây công nghiệp như là cao su, hồ tiêu, chè, cà phê. Cây ăn quả như là mít, bưởi, cam, nhãn, vải, dưa hấu, sầu riêng và chôm chôm sò. Cây dao như là dao muống, dao cải, dao ngót, dao mồng tơ, dao đai, su hào, bắp cải. Cây hút như là cây đinh lăng, diếp cá, bạc hà, cam thảo, quyết dụ, ít mẫu và kim ngạc. Đúng không? Giờ trả lời xong câu số 1, mình sẽ quay tiếp câu số 2. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Nêu một số phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam, trồng trọt công nghệ cao có nhiều đặc điểm cơ bản gì, liên hệ với thực tiễn ở gia đình và địa phương em. Như vậy câu hỏi này mình sẽ trả lời như sau. Trước hết mình sẽ nói về một số phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam. Trước hết là trồng trọt ngoài tự nhiên là phương thức trồng trọt phổ biến mà mọi công việc trong quy trình trồng trọt đều được tiến hành trong điều kiện tự nhiên. Tiếp theo là trồng trọt trong nhà có mái che là phương thức trồng trọt thường được tiến hành ở những nơi có điều kiện tự nhiên không hưởng lợi và áp dụng với những cây trồng khó sinh trưởng phát triển trong điều kiện tự nhiên.
Và cuối cùng sẽ là trồng trọt kết hợp, là phương thức trồng trọt kết hợp giữa trồng trọt tự nhiên và trồng trọt trong mái che. Giờ như vậy các em ghi xong phần này mà sẽ đến những đặc điểm cơ bản của trồng trọt công nghệ cao nhé. Giờ tiếp theo là những đặc điểm cơ bản của trồng trọt công nghệ xa cao là ưu tiên sử dụng các giống cây trồng mới cho năng suất cao, chất lượng tốt và thời gian sinh trưởng ngắn. Đất trồng dần được thay thế bằng các loại giá khể hoặc là dung dịch dinh dưỡng giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Ứng dụng ngày càng nhiều các thiết bị công nghệ hiện đại nhằm chủ động và nâng cao hiệu quả sản xuất, giải phóng sức lao động. Người lao động có trình độ cao, quy trình sản xuất khép kín từ khâu nghiên cứu, ứng dụng sản xuất đến tiêu thụ nông sản. Và cuối cùng là một số phương thức trồng trọt phổ biến ở Ninh Thuận, địa phương em. Giờ câu này là câu hỏi mở nhé. Ví dụ như là các em ở đâu thì các em sẽ để ở đó. Ví dụ như là nếu mà các em ở ở thành phố Hồ Chí Minh đi, thì để thành phố Hồ Chí Minh, đúng này. Còn nếu mà ở Hà Nội để Hà Nội, ở Bình Dương thì để Bình Dương. Câu hỏi này là các em sẽ để câu hỏi mở nhé. Thầy sẽ mở ngoặc đóng ngoặc chỗ này. Các em sẽ ghi vô, đúng này. Như vậy thầy sẽ để chỗ ba chấm. Các em để ở ở đâu thì các em để ở đâu, đúng không? Ví dụ như là giờ ví dụ nha, ở đây thầy chỉ cho ví dụ thôi, còn chính xác là ở địa phương em chừng trồng những cây nào thì các em sẽ ghi ở đâu, đúng không? Giờ ví dụ như là trồng trọt ngoài tự nhiên thì mình thấy có cây lúa, đúng không nè, bông vải, mía, điều, đúng không? Ở đây cho ví dụ thôi nha, chính xác thì để các em quan sát địa phương em trồng cây nào thì các em ghi gì. Tiếp theo là trồng trọt trong nhà có mái che, ví dụ như là cây táo. Phương thức trồng trọt kết hợp ví dụ như cây nho chẳng hạn. Thì phần này các em sẽ quan sát địa phương mình chính xác là trồng cây nào thì các em sẽ điền vô. Ở đây hãy chỉ cho ví dụ thôi, đúng không? Giờ trả lời xong câu số 2, mình sẽ qua tiếp câu số 3. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 3. Có những ngành nghề nào trong trồng trọt em thấy mình phù hợp với ngành nghề nào? Vì sao? Như vậy câu số 3 các em trả lời như sau. Thì mình trước hết mình sẽ nói là các ngành nghề trong trồng trọt thì mình thấy là có ngành nghề như là kỹ sư trồng trọt, là những người làm nhiệm vụ giám sát quản lý toàn bộ quá trình trồng trọt, nghiên cứu cải tiến, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt. Tiếp theo là kỹ sư bảo vệ thực vật, là những người làm nhiệm vụ nghiên cứu và phòng trừ các tác hại, các tác nhân gây hại để bảo vệ cây trồng. Cuối cùng sẽ là kỹ sư chọn giống cây trồng, là những người làm nhiệm vụ bảo tồn phát triển các giống cây trồng hiện có, nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng, đúng không? Tiếp theo là mình xem bản thân em thấy mình thích với nghề nào thì các em sẽ ghi ra. Ở đây thầy cho ví dụ như là bản thân em thấy mình thích hợp với phù hợp với nghề kỹ sư trồng, vì em là một người yêu thiên nhiên, thích chăm sóc cây trồng. Em muốn mình có thể nghiên cứu cải tiến và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thế giới giúp bà con nông dân tăng năng suất, chất lượng nông sản, từ đó đưa nông sản Việt Nam ngày càng tiến xa trên thị trường quốc tế chẳng hạn. Đúng không? Giờ trả lời xong câu số 3, mình sẽ qua tiếp câu số 4.
Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 4. Câu số 4, hãy trình bày mục đích yêu cầu kỹ thuật của các công việc làm đất bóng phân lót. Giờ câu số 4 này mình nói về, mình sẽ trình bày về mục đích và yêu cầu kỹ thuật của các công việc làm đất và bóng phân lót như sau. Giờ mục đích yêu cầu kỹ thuật của các công việc làm đất thì mình sẽ trình bày như sau. Trước hết là công công và các công việc làm, mình sẽ kể một cái bảng gồm có 3 cột. Các công việc làm đất gồm có cày đất, bừa đập đất và lấn lúa. Mục đích và yêu cầu kỹ thuật. Đối với cày đất thì mình nhớ là mục đích sẽ làm tăng bề mặt lớp đất trồng, chôn vùi cỏ dại, làm cho đất tươi xốp và hoang khí. Yêu cầu kỹ thuật là làm xáo trộn lớp mặt đất mặt từ 20 đến 30 cm. Tiếp theo là công việc bừa và đập đất thì mục đích sẽ làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại trong ruộng, trộn đều phân bón sang phẳng mặt ruộng. Yêu cầu kỹ thuật là trộn đều đất, làm nhỏ đất, làm đất vỡ nhỏ sang phẳng đất. Tiếp theo là lên luống thì mục đích sẽ là thuận lợi cho việc chăm sóc cây trồng và chống ngập úng, tạo tặng đất dày cho cây sinh trưởng phát triển. Yêu cầu kỹ thuật là lên luống phẳng phẳng trên mặt có rãnh thoát nước, hướng luống phù hợp trồng cây cây trồng được này. Giờ mình ghi này xong mình sẽ tiếp phần bài diễn nhé. Giờ tiếp theo, mục đích yêu cầu kỹ thuật của công việc bón phân lót. Mục đích chuẩn bị sẵn thức ăn cho cây trồng hấp thụ ngay khi dễ vừa phát triển, tạo điều kiện để cây phát triển khỏe mạnh ngay từ ban đầu. Yêu cầu kỹ thuật là lựa chọn loại phân lót phù hợp, sử dụng phân lót đúng thời điểm đúng lúc, đúng lượng, đúng phương pháp, đúng cách và đúng thời tiết. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 5, trình bày quy trình kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. Giờ mình trả lời câu hỏi số 5 như sau. Giờ trước hết mình sẽ nói về quy trình kỹ thuật gieo trồng. Thì trước hết là gieo hạt áp dụng đối với các loại cây ngắn ngày, trong cái con áp dụng rộng rãi với nhiều loại cây trồng ngắn ngày và dài ngày. Tiếp theo là quy trình kỹ thuật chăm sóc là tỉa dặm cây, làm cỏ, vun xới, tưới nước, tiêu nước và bón phân khúc. Tiếp theo mình sẽ nói về quy trình kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, biện pháp canh tác sử dụng chống sâu bệnh, biện pháp thủ công, biện pháp của hóa học và biện pháp sinh học và kiểm dịch thực vật. Đúng rồi. Giờ trả lời xong câu số 5, mình sẽ qua tiếp câu số 6.
Giờ tiếp theo là câu số 6, nêu một số phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt đang được áp dụng ở gia đình và địa phương em cho ví dụ minh họa nha. Như vậy câu số 6 này các em trả lời như sao? Một số phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt đang được áp dụng ở gia đình địa phương em gồm có lúa thì mình sử dụng phương pháp cắt, ngô thì hái, sắn phay lang, phay tây phay lang thì mình sẽ đào, cây ăn quả như là bưởi, xoài, ổi, bưởi, táo, ổi, xoài, dưa, chuột thì mình sử dụng hái, các loại rau như là rau muống, rau cải, rau mồng tơi, rau phay lang thì mình hái, các loại rau củ như su hào, bắp cải, lạc thì mình sẽ nhổ luôn. Giờ trả lời xong câu số 6 mình sẽ tiếp phần bài giảng. Tiếp theo, câu số 7, kể tên một số hình thức nhân giống vô tính cây trồng. Cây con được tạo ra bằng hình thức này có đặc điểm gì? Như vậy câu số 7 này các em trả lời như sao? Trước hết mình sẽ nói về một số hình thức nhân giống vô tính cây trồng thì mình thấy là có các phương pháp như là phương pháp dâm cành. Phương pháp dâm cành có nghĩa mình sẽ cắt một đoạn cành bánh tẻ không quá non hoặc quá già có đủ mắt, nhúng phần gốc và phần dung dịch kích thích da dẻo, sau đó cắm xuống đất ẩm, cho cành da dẻo và phát triển thành cây mơ. Tiếp theo là phương pháp ghép, có nghĩa là dùng một bộ phận sinh trưởng của cây, mắt ghép, gốc ghép, chòi ghép, ghép vào một cây khác, chính là gốc ghép, sau đó bó lại. Tiếp theo là phương pháp chiết cành, là chọn cành khỏe mạnh trên cây mẹ, lấy dao tách một đoạn vỏ ở vị trí cần thiết, sau đó dùng thuốc kích thích da dẻ và hỗn hợp rắc kết hợp bó vào đoạn cành vừa tách vỏ, bọc ni lông ra bên ngoài rồi dùng dây buộc chặt hai đầu. Sau một thời gian thì khi đoạn cành được bó đất đã mọc dễ thì cắt khỏi cây mẹ và đem đi chọc là được. Đúng không? Giờ các em ghi phần này xong mình đến phần tiếp theo. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Tiếp theo mình sẽ đến phần cây con. Thì mình thấy là cây con được tạo bằng hình thức này thì có đặc điểm là giữ được các đặc điểm quý của cây mẹ, tạo được cây giống đồng đều với số lượng lớn. Đúng không? Giờ trả lời xong câu số 7 mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần câu số 8, lập kế hoạch tính toán chi phí trồng một loại cây mẹ khuyết. Như vậy câu này các em sẽ trả lời như sao? Trước hết mình sẽ lập kế hoạch và tính toán chi phí trồng cây ớt nha. Giờ mình sẽ kể một cái bảng gồm có số thứ tự, nội dung, đơn vị tính, số lượng, đơn giá và hành tiền. Như mình sẽ cần, trước hết mình cần hạt giống ớt sừng, mua ớt khô về sấy lấy hạt. Đơn vị là trái, số lượng là 5, đơn giá 200, hành tiền là 1.000. Tiếp theo là chậu nhựa chuyên dụng đường kính từ 15 tới 20 cm thì mình cần một cái, đơn hành hành tiền là 10.000 đồng. Tiếp theo là đất trồng gồm đất cát pha miễn phí lấy ở vườn. Phân bón thì mình sẽ lấy phân loại phân bón cây loại NPK. Thì cần số lượng 20, đơn giá là 600 thì mình cần 12.000 đồng. Tiếp theo là dụng cụ trồng và tưới nước, bộ dụng chậu cụ trồng dao và bình tưới nước thì 50.000 đồng. Tổng cộng mình cần 73.000 đồng trong này.
Giờ các em ghi phần này xong mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo là chuẩn bị nguyên vật liệu dụng cụ. Mình sẽ cần bởi chuẩn bị hạt giống, một ít hạt ớt khô làm giống, chậu nhựa chuyên dụng, đường kính 15 tới 20 cm, đất trồng, đất cát pha. Phân bón thì mình sẽ sử dụng phân bón cây loại NPK, dụng cụ trồng và tưới nước, bộ dụng cụ trồng gieo và bình tưới nước. Tiếp theo trồng và chăm sóc khu hoạch. Bước 1, chuẩn bị đất trồng ớt. Cho đất cát pha vào khung xốp cách miệng khoảng 5 tới 70 cm. Bước 2, gieo hạt ớt, xử lý hạt giống, hạt ớt bằng nước ấm à ba sôi hai lạnh khoảng 50 độ C. Trong 30 phút hong khô dưới ánh nắng mặt trời, gieo hạt và bầu đã được xử lý thuốc để ngăn ngừa mầm bệnh sâu hại tấn công. Hai cây có từ 4 tới 5 lá hạt, khoảng 3 đến 35 ngày sau khi gieo thì chuyển cây con ra trồng. Có thể trồng theo khoảng cách là 30, 50 nhân 30 hoặc là 70 nhân 60. Và bước 3 mình sẽ chăm sóc cây ớt. Đúng rồi. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Dạ, như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dạy thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em này chưa đăng ký kênh Thùy Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thùy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tập, tạm biệt các em nhé.